Kêu Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với giá thành rẻ, nhiều chất dinh dưỡng, lại lành tính, từ lâu đỗ khoai lạc đã trở thành một trong những món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình người Việt hàng ngày. Tuy nhiên thì quý vị cần nên nhớ, khi những loại củ này đã mọc mầm, thì tuyệt đối không nên sử dụng, bởi nó có thể gây nguy hiểm cho cả gia đình của bạn. Những loại củ không nên ăn khi chúng đã mọc mầm. 1. khoai tây. Đây là loại củ đứng đầu tiên trong danh sách. Trong mầm khoai tây có chứa solanin, một loại glycoalkaloid đắng và độc. Chất độc này sẽ tập trung ở phần chân mầm, ở lớp vỏ xanh phía ngoài, làm cho khoai tây bị đắng và độc tới mức không dùng được. Chất này kích thích tương đối mạnh đến niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Nếu ăn khoai tây mọc mầm, khi bị trúng độc, người bệnh có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Các chuyên gia khuyên rằng khi chọn mua khoai tây, nên mua những củ khoai tây cầm lên thấy nặng, chắc tay và lành lặn. Vỏ trơn nhẵn, có màu vàng là những củ khoai tây còn tốt, ăn sẽ ngon. Tuyệt đối không được mua những củ khoai tây kém tươi, bị mọc mầm xanh. 2. Khoai môn. Thực tế cho thấy bản chất khoai môn là loại củ đã mọc mầm, chỉ là khi sử dụng người ta cắt bỏ phần thân và lá, nhưng nếu mọc mầm lần nữa thì các chất dinh dưỡng trong nó ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng chưa nói đến việc hương vị của chúng cũng bị biến chất. 3. Gừng, nghệ là những gia vị không thể thiếu trong nhà bếp của mỗi gia đình. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, tuyệt đối không được ăn những loại gia vị này khi chúng đã mọc mầm hoặc có dấu hiệu héo hay hư hỏng. Khi gừng bị nẫu, mọc mầm, cho dù vẫn còn vị cay nhưng cũng rất nguy hiểm, vì nếu dùng nó còn có thể sinh ra chất lưu huỳnh, một loại độc tố gây tổn thương cho gan. 4. Khoai lang đối với những củ khoai lang đã mọc mầm có chứa hàm lượng glycocaloid rất lớn nếu chúng ta ăn phải những củ khoai lang mọc mầm hệ thần kinh sẽ bị ảnh hưởng bởi những chất độc hại có trong mầm khoai sẽ tấn công đến hệ thần kinh của chúng ta tuy không quá nguy hiểm như mầm khoai tây nhưng trong khoai lang mọc mầm cũng được khuyến cáo là không nên ăn vì có chứa độc tố những độc tố này có thể gây nôn mửa khiến người bệnh đau bụng nếu thấy khoai có mầm bạn hãy khoét bỏ phần mầm đi và ngâm khoai trong nước muối rồi hãy sử dụng. 5. Lạc Thủ phạm gây lạc mốc là một loài nấm mốc rất nguy hiểm, có tên là Aspergillus flavus, tiết ra độc tố aflatoxin cực kỳ nguy hiểm. Độc tố này chủ yếu gây nhiễm độc gan. Aflatoxin còn là độc tố gây ung thư rất bền ở nhiệt độ cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy, rang ở nhiệt độ tới 1.500 độ C trong nửa giờ các bào tử nấm đều bị tiêu diệt, nhưng độc tố của chúng vẫn không bị phá hủy hoàn toàn, ăn phải vẫn rất nguy hiểm. Đề phòng lạc bị mốc và mọc mầm, sau khi thu hoạch phải kịp thời phơi khô đến mức chứa lượng nước an toàn. Cất giữ ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh nhiễm khuẩn. 6. Hành Hành khi mọc mầm sẽ mất vị thơm. Đối với các loại củ sử dụng làm gia vị trong các bữa ăn hàng ngày như tỏi, hành khô, khoa học đã chứng minh khi củ mọc mầm không gây độc tố. Tuy không gây độc nhưng khi ăn phải hành mọc mầm sẽ không mang lại giá trị dinh dưỡng. Nguyên nhân là do khi mọc mầm, các chất dinh dưỡng của củ hành đã nuôi mầm, khiến cho hành bị xốp, ọp, mất đi chất dinh dưỡng, không còn thơm ngon như ban đầu. Bởi vậy mọi người cũng không nên ăn hành khi đã mọc mầm. Vâng, mặc dù một trong những loại củ mà chúng tôi vừa kể trên đây thì được coi là thần dược hay là thuốc kháng sinh tự nhiên, nhưng quý vị cũng nên cẩn nhớ là khi chúng đã mọc mầm thì tuyệt đối không nên sử dụng hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại